đón đọc tạp chí HTV kỳ 2 tháng 7 năm 2008. Với thông tin về Giải thưởng Báo chí Quốc gia lần 2 năm 2008 và bài viết giới thiệu những gương mặt vượt khó học giỏi được nhận học bổng của chương trình Thắp sáng niềm tin. Đón đọc tạp chí HTV kỳ 2 tháng 7 để gặp lại các ngôi sao trong làng điện ảnh Tăng Thanh Hà, Thanh Thúy, Kinh Quốc, Quốc Thái và nghe họ kể về những vai diễn đầu tiên của mình. Độc giả sẽ có dịp trò chuyện với nữ ca sĩ đa tài Thanh Ngọc trong vai trò MC và diễn viên điện ảnh, cùng giao lưu với hai gương mặt diễn viên đang được yêu thích Khương Ngọc trong phim Bò Cạp Tím và Minh Thư trong phim Gió Xuân Về. Tạp chí HTV kỳ 2 tháng 7 đăng thông tin chi tiết về cuộc thi Việt Nam Idol dành cho những bạn trẻ có niềm đam mê ca hát, cũng như phiên bản mới hấp dẫn của game show Siêu Thị May Mắn. Những câu chuyện vui buồn, những kỷ niệm khó quên trong đời diễn viên Bảo Trí sẽ được bật mí trong bài viết Nghệ sĩ hài Bảo Trí vui với nghiệp diễn. Bên cạnh đó là nội dung các phim Chiếc Nhẫn May Mắn, Mối Tình Ngang Trái, Cuộc Đời Hoắc Nguyên Giáp, Hoa Hậu Nhí Ánh Dương và các phim trên SCTV sắp được phát sóng. Những hình ảnh vui nhộn trên phim trường của bộ phim Việt Nam Hoa Thiên Điểu. Các chuyên đề thế giới nghệ sĩ trong nước và nước ngoài, du lịch vòng quanh thế giới, nhịp cầu truyền hình, thể thao, chuyện lạ đó đây. Không chỉ đăng lịch phát sóng trên các kênh của đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh nửa cuối tháng 7, tạp chí HTV kỳ 2 tháng 7 còn đăng lịch phát sóng các chương trình của đài phát thanh truyền hình Khánh Hòa, Vĩnh Long, Đồng Nai để khán giả tiện theo dõi. Ngoài ra, tạp chí HTV kỳ này còn dành tặng bạn đọc 50 CD Tình Yêu Diệu Kỳ của ca sĩ Thanh Ngọc và 300 vé xem chương trình thiếu nhi Vườn Âm Nhạc. Tạp chí HTV, cả thế giới truyền hình trong tầm tay bạn. Thưa quý vị, chương trình truyền hình trên kênh 7 tối nay gồm có những tiết mục sau đây: 19 giờ Nụ Cười Tuổi Thơ, 19 giờ 30 phút Cùng Con Vẫn Bước, tập cho trẻ ăn món lạ, 19 giờ 50 phút Thế Giới 24 giờ, 20 giờ Hội Ngộ Bất Ngờ, 21 giờ Chinh Phục Đỉnh Everest, 21 giờ 10 phút Ký Sự Hành Trình Theo Chân Bác, 21 giờ 20 phút Phim Truyện Việt Nam Một Ngày Không Có Em tập 63, 22 giờ 15 phút Tin Trong Nước, 22 giờ 30 phút chiếu phim Phim Truyện Trung Quốc Một Thoáng Mộng Mơ tập 9, 23 giờ 55 phút Tin Cuối Ngày Tin Thế Giới Tin Thể Thao. Chương trình rạng sáng ngày 10 tháng 7 gồm có 0 giờ 30 phút chiếu phim Phim Truyện Hàn Quốc Tiếng Hát Bên Sông Hàn tập 33, 1 giờ 20 phút Cuộc Sống Quanh Ta Nhà Ở Tiêu Chí 3Y, 1 giờ 40 phút Thế Giới Đó Đây Những Người Chứng Thực Chuyện Lạ, 2 giờ 30 phút Phim Truyện Việt Nam Tôi Là Ngôi Sao tập 6, 3 giờ 20 phút Sân Khấu Chuyên Đề Vai Trò Của Diễn Viên. Sau đây mời quý vị theo dõi chương trình.